Theo bạn, chị em phụ nữ kinh doanh có áp lực không? Áp lực rất nhiều, rất nhiều là đằng khác nha. Các bạn nữ hay than phiền có gia đình như sau: em đuối, em áp lực tùm lum hết. Kinh doanh không bao giờ là một cuộc hành trình dễ dàng, và phụ nữ kinh doanh đối mặt với những áp lực rất lớn như sự căng thẳng về tiền, về gia đình và áp lực liên quan đến việc tìm kiếm khách hàng. Thậm chí bạn phải đối mặt với sự chỉ trích, phán xét, có lúc đặt mình vào tình huống áp lực vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mình chỉ muốn nói một điều là không chỉ có chị em phụ nữ chúng ta kinh doanh mới có áp lực đâu, mà tất cả những người kinh doanh ngoài kia đều có áp lực riêng của họ. Thành công không thể đạt được ngay lập tức, đôi khi chúng ta cần mất từ 3 đến 5 năm, thậm chí 10 năm để hoàn thiện bản thân, sửa sai và đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Nếu bạn vừa bắt đầu kinh doanh và cảm thấy mệt mỏi trước những khó khăn, hãy nhớ rằng sự thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng. Hãy hiểu rằng thời gian đầu tiên là thời gian để hoàn thiện bản thân. Chúng ta cần xem áp lực như một cơ hội để trưởng thành và phát triển. Điều quan trọng là không lặp lại những sai lầm và luôn duy trì động lực tích cực. Hãy nhớ rằng việc kinh doanh khó khăn đòi hỏi nỗ lực không ngừng. Để đạt được thù lao cao, bạn cần làm việc khó, mà việc khó thì phải cần có áp lực. Tuy nhiên, đừng quên rằng bằng cách học hỏi và tập trung vào mục tiêu, bạn có thể đạt được thành công không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cuộc sống. Hãy cùng nhau chia sẻ câu chuyện của bạn, truyền cảm hứng và khích lệ cho những người khác. Cuộc hành trình kinh doanh có thể gian nan, nhưng đó là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công và thịnh vượng sau này.